Đầy con đây, xin Chúa hãy sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên mối men cho đời, cho người khắp nơi. Từ bao năm qua, lời Ngài hằng luôn thiết tha. Lúa chín đầy đồng mà không có bao thợ gặt. Nay con đến bên Ngài và con thân thưa với Ngài. Này con đây Chúa ơi, xin Ngài hãy sai con đi. Này con đây, Chúa hãy sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên mối men cho đời, cho người khắp nơi. Trần gian hôm nay còn nhiều lầm than đắng cay. Gian nên thắm tươi, muôn người sống trong an vui. Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên mối men cho đời, cho người khắp nơi. Nguyện dâng tương lai, đường đời còn bao biến thay. Trọn đời truyền loan tin vui nước trời, để muôn dân khắp nơi trở thành chứng nhân tình trời. Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên mối men cho đời, cho người khắp nơi. Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên mối men cho đời, cho người khắp nơi. Đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên mối men cho đời, cho người.